The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Dòng máu này còn chảy trong tim, ân tình này chưa phai theo kỷ niệm, hơi thở này còn thì tiếng hát thanh tuyền còn mãi gian xa. Jimmy xin kính chào quý vị và xin mời quý khán thính giả cùng đến với Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, có một tiếng hát đã là thần tượng của tất cả quý khán thính giả yêu dòng nhạc vàng, yêu dòng nhạc quê hương. Với 55 năm tiếng hát của cô, tiếng hát ấy tựa như dòng suối trong chảy suốt chiều dài của mọi vùng miền, của ký ức, của kỷ niệm. Và tới hôm nay, tiếng hát ấy vẫn mãi là dòng suối xanh đã đổ vào tâm hồn chúng ta, những người yêu nhạc, những ca khúc mà chúng ta đã yêu mến tiếng hát ấy như dấu chân kỷ niệm, nỗi buồn, hoa phượng, chiều muộn biên giới, vân vân. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón một huyền thoại của dòng nhạc vàng chúng ta, nữ danh ca Thanh Tuyền. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào rất là vui hôm nay gặp lại Jimmy ở đây. Dạ, con rất rất là vui và chúc mừng cô. Năm nay kỷ niệm 55 năm tiếng hát của cô. 55 năm, nếu mà nói dùng cái từ cho đúng là nửa thế kỷ rồi. Hơn nửa thế kỷ cô đóng góp cho văn nghệ. Thì chắc có rất nhiều những kỷ niệm mà cô đã có. Cảm ơn Jimmy, thật ra là hai cô cháu mình gặp nhau bất ngờ chiều nay. Dạ. Mà cô thì không có thì giờ, tại vì cô qua đây là cô chuẩn bị cho cái live show này. Dạ. Mà thật sự mà nói thì cô không bao giờ cô nghĩ giờ phút này là cô lại làm được cái live show này. Yeah. Nếu không có một cái sự hỗ trợ của phía Trung tâm Thiên Nga. Yeah, đúng tại rồi. Vì con biết ở trong nghề rồi. Yeah. Cô không đủ khả năng. Và cô chỉ nghĩ là đây là giấc mơ cô thôi. Tại khi cô làm cuốn video 36 năm á, yeah, thì lúc đó Việt Dũng còn sống. Yeah. Dũng lo cho cô. Yeah. Thì cô nói trời, không biết hát được tí 40 năm không? Cái Việt Dũng ấy em nghĩ là được. Nhưng mà nếu lúc đó thì chị làm cuốn đó được thì cuối cùng chị kết thúc như thế này nè. Là cái trong đầu của Việt Dũng là đã chuẩn bị chưa? Yeah. Chưa? Nhưng mà sau con thấy cuộc đời nó biến chuyển, những cái thay đổi. Yeah. Cho tới bây giờ thì nó đã 55 năm. Mà khi thực hiện cuốn này cô nghĩ đây là một cái giấc mơ. Yeah. Là cô nghĩ là ơn trên cho cô một cái diễm phúc, tại vì với cái tuổi cô bây giờ, cái thứ nhất, cái thời buổi bây giờ video không ai dám làm nữa. Dạ đúng. Con thấy những trung tâm lớn lần lượt không chịu nổi nữa. Dạ đúng. Thì cô làm sao bỏ ra mấy trăm ngàn để mà làm được cái cuốn video này. Dạ. Nhưng mà có lẽ là cô nghĩ là đối với cô bây giờ có lẽ cô sống với ơn trên bề trên nhiều, Chúa Phật từ cho cô. Thì cô nói là thế giờ phút này cô cảm thấy, trước hết là cô cảm thấy là cô cảm ơn cuộc đời. Yeah. Đã cho cô cái may mắn. Yeah. Trong cái nghề nghiệp. Thì đối với cô bây giờ thật sự mà nói, cái live show này có với cô là một cái hạnh phúc cuối đời. Một nói thì nói giống như mình tự mình hãnh diện cuộc đời mình tới giờ phút này mà mình còn được như vậy. Yeah. Thì thật sự nói tới cô không bao giờ cô nghĩ là giờ này phải đi tìm cái danh vọng, tiếng tăm hay là tiền bạc nữa. Yeah. Đủ rồi. Nhưng mà thật sự khi cái live show này có được tình hình, tự nhiên cô thèm khát tìm cái tình thương. Yeah. Của những khán giả thương mình suốt 55 năm.
con muốn hát cái ngày đó, con muốn hát rút ruột rút gan ra trong cái live show này con. Dạ. Tại vì không còn, không còn nữa, mà cô tin chắc là sẽ không bao giờ có một cái live show này nữa. À, và trong đêm đó thì bên cạnh cô thì còn có những thành viên trong gia đình của cô là những người đã đóng góp cho văn nghệ Việt Nam phải không cô? Còn thật ra cái nếu mà đóng góp nó cũng lớn lao, cái tiếng đóng góp thì, thì thật sự cái gia đình cô là giống như một cái tiền kiếp, cái nghiệp, cái duyên gì nữa. Tại vì cô sống về cô là Phật tử, cô sống về tâm linh nhiều, cô nghĩ cái gì nó cũng có cái duyên, cái nghiệp hết. Trong tự nhiên cô có con gái cô Sheila, rồi theo nghề của cô, rồi con dâu cô tự nhiên Ngọc... xuất hiện Ngọc Quyền là dâu cô, rồi bây giờ xong rồi lại cô lại có thêm đứa cháu nội nữa, nó mang cả cái di truyền của giống như là nó trong máu của nó. Rồi bên cạnh đó cái chương trình này là do cô đề nghị ca sĩ, những ca sĩ mà có mặt đó là những người đã chứng kiến cái cuộc đời của cô. Như chú Chế Linh, chú Anh Khoa, cô Phương Hồng Quế. Bên cạnh đó cái thế hệ mà sau này đó, Như Quỳnh với Mai Thiên Vân mà hai cái tiếng hát cô yêu. Có phải nói là tiêu biểu cái, tiếp nối cái dòng nhạc. Nhạc vàng đó. Cô thấy cô thì trong cái live show này cô chỉ mong là để lại một cái kỷ niệm trước khi mà mình không còn duyên trên sân khấu nữa. Thì sau này cô có mà theo cái luật mà của Phật giáo là sanh lão bệnh tử đó, thì ít ra cô cũng còn được một cái kỷ niệm cho những thế hệ khán giả, tại vì khán giả sau này của cô là nhiều lắm, kêu cô bằng bà mẹ, bằng bà ngoại, bà nội không à. Cái lớp của cô bây giờ thật sự con thấy rằng được ra đi hết. Thì cô nói thôi để lại sau này đó rồi một kỷ niệm trong cái cuộc đời ca hát của cô, tại vì cô lớn lên và cô sống, cô có được ngày hôm nay cũng do cái nghề của cô, do tình cảm của khán giả cho cô. Cho nên quý vị nào yêu tiếng hát Thanh Tuyền và muốn đến chung vui và nghe lại những tình khúc của một thời để nhớ thì quý vị hãy liên lạc đến với trung tâm Thúy Nga ở số phone là 714-894-5811 để vì có được cái chỗ ngồi tốt, được tổ chức vào ngày Chủ nhật 1 tây tháng 9 2019 tại Pechanga, là một cái casino rất là đẹp. Cảm ơn Jimmy, cô hơi xúc động tại đây, tại vì Jimmy là cái người ái mộ cô, mà cũng không có liên quan gì cái trong cái việc làm của cô, nhưng mà hôm nay cô ngồi đây cái mà cô xúc động là cô có phước quá. Cô cảm ơn con cái thế hệ mà hậu bối trẻ mà vẫn yêu tiếng hát cô. Thì cái chuyện mà khán giả đến với cô tới giờ này đó, cô đã nghiệm ra rồi. Mình chậm chậm rồi sẽ thấy cuộc đời mà cái gì mình hấp tấp quá hay là mình hy vọng hay là nó sẽ, cô chỉ mong là khán giả đến với cô. Dạ đúng. Những khán giả thật sự yêu cô và tiếp sức với cô để cho cô đủ sức để mà hoàn thành cái cuốn video này. Tại vì khi cô làm cái live show này đó thì cô nói thật phải mình đồng da sắt đó, phải cứng cỏi lắm. Nhưng mà cô nghĩ rồi chết cô không mang theo, chỉ là có để lại những cái gì giống như cái trong cái cuốn băng mà không biết con có cái cuốn băng rừng lá thấp của cô không? Cuốn băng rừng thấp dạ có. Cô có nói mấy câu á? Dạ. Cái dòng máu này dòng còn này chảy trong tim, ân tình này chưa phai theo kỷ niệm, hơi thở này còn thì tiếng hát Thanh Tuyền còn mãi gian xa. Mà khi cuốn băng cô làm đó, cô thâu cho hãng gì Việt Nam đó. Mà cô không nghĩ tại sao cô có thể viết lại những cái lời đó từ lúc đó con. Lúc mà còn trẻ đó. Lúc còn trẻ đó. Con mới nghe hồi sáng lại cô đó. Chính cô, cô nói, và tại sao cô có thể mà, lúc đó cô còn trẻ mà cô có thể viết những cái dòng đó. Thì bây giờ, ở trong cái này đó, thì cái cuốn băng của cô thâu, cô sẽ nói cái lịch sử cô từ lúc ban đầu. Tiếng hát cô nó nối liền cái... Nó dính liền với cung vận mà nổi trôi của đất nước. Dạ đúng vậy. Cô ở giữa hai cái chiến tuyến. Dạ. Rồi bây giờ cô thấy tới giờ phút này cô cảm thấy là cô hoài niệm lại, cô nhớ những cái sự hy sinh
của các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Yeah. Cho nên trong cái live show này đó, đặc biệt đó, cô được thích nhất là cô trình bày Người ấy là Charlie. Cô wow, của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Cô thích lắm tại cái bài hát này nó trong máu của cô. Yeah, năm 1972, cô với anh Nhật Trường lúc mà anh sáng tác bản này đó là lúc đó là vừa ra xong là anh đi mua vải mà cái caro mà mỗi người ấy cô với anh mặc giống nhau. Thanh Toàn nó còn nhớ nữa là hát truyền hình đó. Nó đã in sâu trong máu của cô rồi. Cho nên cuốn này đó là cô nó đi từ giai đoạn học sinh cho tới cái thời chinh chiến, rồi cái thời cô vượt biên nữa. Ở hải ngoại. Hay hải ngoại rồi những cái lúc mà cái cuộc đời nó biến chuyển. Dạ đúng rồi. Thì cô cũng phải như thế nào để cô đứng vững ngày hôm nay đó. Dạ, vâng. Nhưng mà trong này đó cô rất là mừng. Dạ. Tại vì con Sela, con của cô, con biết nó cũng đã từng có một thời gian được khán giả yêu thương rồi. Dạ, tự nhiên nó biến hẳn. Dạ. Nhưng mà nó biến hẳn cái mỗi đời người nó có một cái nghiệp riêng. Thì hôm nay cháu nó trở lại là vì cô. Dạ. Nó trở lại là vì cái tình của mẹ. Về cái trở lại cái quan để nó muốn gặp được khán giả của cái thời đó, cái thời mà em nó nổi tiếng đó. Đúng rồi. Đó, và cô biết là cũng nhiều khán giả thương em lắm, muốn biết em bây giờ ra sao. Dạ. Cô hy vọng mình em nó có thời gian mà qua gặp cái chị với con. Hy vọng sẽ có một cái dịp mời chị Sela lên đây để cùng tâm tình với khán giả xem như show Thanh Tuyền một đời cho âm nhạc là ba thế hệ đứng trên một sân khấu, có như em cô nữa. Rồi dâu rồi con gái rồi cháu nội. Kia. Đây là một cái chương trình rất là kỷ niệm, cho nên quý vị hãy nhớ đến ủng hộ cho tiếng hát Thanh Tuyền với 55 năm sân khấu và một đời cho âm nhạc. Và sau một vài thông tin thương mại thì cô Thanh Tuyền sẽ trở lại cùng với chúng ta. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Thanh Tuyền. Thưa cô, theo như con được biết là cô sinh ra và lớn lên ở thành phố Sương Mù Đà Lạt, thì chắc là thành phố ấy để lại cho cô rất nhiều những kỷ niệm phải không? Dĩ nhiên rồi, con cũng vậy. Mình sinh ra chỗ nào thì mình nhớ cái chôn rau, chôn nhau cát rúng của mình. Thật sự cái thành phố Đà Lạt của cô nó cũng ảnh hưởng hồi xưa, chứ bây giờ cô không dám nói nha. Dạ. Tại vì qua cái cuộc đổi đời rồi thì cái gì nó cũng khác hết. Dạ, đúng. Chứ hồi xưa cái thành phố Đà Lạt cái con người nó cũng hiền lành như cái xứ lạnh vậy đó. Dạ. Thì cô nó cũng chân chất cũng hiền lành, cho nên cô nhắc tới Đà Lạt là cô hình dung những cái đẹp nhất của Đà Lạt. Nó cũng mãi ở trong lòng cô thôi. Trước năm 75 thì Đà Lạt còn hoang sơ, người dân hiền lành, nói chung là rất là mộc mạc. Vậy thì lúc mà cô từ Đà Lạt cô lên Sài Gòn để mà học nhạc rồi cũng như là đi hát đó, cái thời gian đầu cô có bỡ ngỡ, cô có hội nhập ngay với cái đời sống Sài Gòn? Cô giống như con thỏ đó. Vậy đi đâu cũng phải có chú Mạnh Phát bên cạnh. Không có chú Mạnh Phát thì có cô Minh Diệu, không có Minh Diệu thì chú Đông. Đó, cứ cho cô không dám đi mình. Tại vì nói thì nói ra phần thì ở nhà quê mới lên cái tỉnh đó, cái nhà quê mà hồi đó về Sài Gòn là ảnh diện lắm. Cái thứ hai nữa là phải nói là mình nói khờ mà ngu đó, không phải ngu nhưng mà làm như là thơ gì chắc chắn rồi, chưa có gia chạm cuộc đời, nhưng mà có một cái là mình chưa có quen, biết sửa soạn chưa cô?
Hả? Biết sửa soạn như là chân gì? Chưa, chưa, chưa. Chưa luôn. Yeah. Cô đã nói đi chụp hình, ông Viễn Kính đưa ra sở thú, ông nói sao không đánh mua son. Cô nói được rồi, đâu có gì đâu. Là chú Đông cô phải đi vô Thương Xá Nguyễn Huệ mua cái son. Là chạy lái xe riếp ra là đưa cho cô chụp hình. Còn có nhiều cái hình cô. Yeah. Đó. Giống như tấm hình mà Jimmy đang giữ đây. À. Chắc lúc này cô mới từ Đà Lạt lên Sài Gòn. Cô về đừng nói này là năm cô về năm 64, mùa hè 64 cô về này chụp năm 65 đó. Dạ. Yeah. Một trong những cái hình ảnh mà Jimmy còn giữ được, hình ảnh cô Thanh Tuyền trước năm 75 được chụp bởi. Nhưng mà hồi đó cô nhớ là cô đã cố gắng không biết gắn lồng nheo này là chắc ông chụp là ông quẹt lên chắc, hay sao chắc phải vẽ lên à, chứ chắc vẽ lên lạ đó mà sao Jimmy có chứ cô không có. Dạ, hay á tấm hình à, con sẽ tặng cô cái tấm này để giữ làm kỷ niệm. Cảm ơn con, ngày đầu cảm ơn con lên Sài Gòn. Yeah. Nhắc đến những cái tháng ngày mà cô lên Sài Gòn như vậy thì những phòng trà nào mà cô đã cộng tác trong cái thời gian đó thưa cô? À, cái bước đầu tiên là chú cô đưa yeah. cô tới hát phòng trà quốc tế Bồng Lai, hai cái phòng trà đó. Yeah. À, xong đó là chị hát đó, này không có nhảy đầm. Sao tại vì cái tuổi cô chưa có vô vũ trường được. Yeah. À, cũng vô đó nhưng mà đi rồi. Nhưng mà sau cái cô bắt đầu là khoảng 18, 19 tuổi cô bắt đầu mới đi hát vũ trường. Thì cô hát những cái vũ trường nổi tiếng của Maxim, của chú Hoàng Vi Thơ rồi. Yeah. Tự do nhiều lắm, mà ballad nhiều lắm, mà cô hát khỏe lắm. Yeah. Đêm ví dụ cái sức của cô mà chạy 6 vòng trà thì mỗi chỗ cô tới 15 phút à. Wow. Tức là không có thời gian để nói chuyện với ai hết. Cái giờ của mình cái phòng trà đó từ 9 giờ tới 9 rưỡi. Yeah. Thì mình phải trước 9 giờ, 5 phút mình phải có mặt rồi. Yeah. Là cái giờ của mình 30 phút đó. Yeah. Là đủ 2 bài, 3 bài rồi giọt xong rồi xuống chạy qua tới nhà kia. Là 9 rưỡi mình là 9 giờ 45 mà tới nay tới 10 giờ mấy nó tính từng vậy đó. Yeah. Cho nên hồi xưa là nó đi hát giống như là vô tư lắm, giống như là rồi ai chở cô đi mỗi lần đi có chứ cô có. Yeah. Thật ra lúc mà cô có xe hơi lần đầu tiên ấy là cô thành công cái bản mình nổi buồn hoa phượng. Hạng Dĩa Sống Nhạc đó. Yeah, rồi lúc đó bác Nguyễn Tất Quanh chủ Hạng Dĩa đó ông nói bây giờ nổi tiếng là không có đi Velosolet nữa cô. Cô với Hoàng Quanh hồi đấy đi thâu băng là đi bằng Velosolet á. Yeah. Với học trò mà cô với Hoàng Anh còn học trò. Xong cái lúc đó là cái phải đi hát là phải có xe hơi. Đi là cô có người chở, chú Phát chở. Là sau khi thành công của Nỗi Buồn Hoa Phượng mà Jimmy còn giữ được cái tờ nhạc gốc của Nỗi Buồn Hoa Phượng đấy. Cái bài hát này là gắn liền với tên tuổi của cô từ trước năm 75. Cô xin nhờ cô nói thêm về ca khúc này cũng như là nhạc sĩ Thanh Sơn. Thật ra cái bản nhạc này là lúc anh Thanh Sơn hồi xưa đó, khi ảnh gặp, của ảnh vô Hải Ambassador, tại nghe cái quảng cáo Thanh Tuyền, bị nhồi sọ Thanh Tuyền, ảnh là nhạc sĩ, anh vô thì anh nhìn cô là không phải ca sĩ, giống như học trò vậy. Yeah. Rồi cái bắt đầu anh về, anh cảm hứng, anh viết cái bài hát này. Dạ yeah, vâng. Đó. Rồi mà khi đưa cho Hạng Dĩa Sống Nhạc đó, cô hát cái xong ra phát hành trúng bản này quá. Wow. Mang lợi tức rất là nhiều về cho Hạng Dĩa Sống Nhạc cái bản này đó. Lúc đó giám đốc là bác Quanh đó, ông nói bây giờ có tiếng rồi phải đi xe hơi chứ không có đi xe nữa. Yeah. Nhưng mà mọi người lúc đó biết cô là sao, có cái đài truyền hình của Bắt Đầu Đen Trắng đó, thì lúc đó họ mới biết mặt cô chứ còn cô hồi đó là cô
đi ra mà hồi ở đường Pasteur cô ra cô muốn ăn bò khô, đu đủ bò khô hay là nước mía gì đó, không ai biết cô hết. À, khi mà có truyền hình bắt đầu cả nước người ta biết. Cả nước là bắt đầu cô là không dám đi ra ngoài nữa. Nhắc đến cô Hoàng Oanh thì con thấy cô có đưa con một bức ảnh kỷ niệm lắm, cô với cô Hoàng Oanh chụp chung. Hai đứa cô hồi đó Hoàng Oanh hiền lắm. Cô thì cô lanh, cô lanh mà cô hay vui giỡn, còn Hoàng Oanh đầm thắm hiền. Tới bây giờ cô tính Hoàng Oanh cũng vậy đó. Nhưng mà hai đứa hồi đó là chơi thân, đi mà mỗi lần thí dụ hát cái này là bây giờ mình nói gì phải nói sự thật, con hiểu không? Lúc với Hoàng Oanh thì mỗi lần hát mà tuyển lựa ca sĩ Hưng Đạo đó là cô khoái làm anh hùng lắm, cô đứng đằng sau lưng cái bức màn đó, tại vì bài nhạc phải đưa, phải hát tuyển lựa ca sĩ, cô ấy đứng đằng sau lưng động viên Hoàng Oanh. Hoàng Oanh hiền mình, có thể lúc đó Hoàng Oanh nhát sân khấu đó, cho nên cô với Hoàng Oanh có nhiều kỷ niệm lắm. Cô nhắc này Hoàng Oanh nghe Hoàng Oanh cười liền đó. Nó hiểu, cũng như bức hình con đưa, cô đưa nó Hoàng Oanh đâu có đâu. Đúng rồi, tụi cô con thấy không, nó vô tư lắm. Con nhìn con hình hai đứa học trò không phải là ca sĩ nữa, con thấy không? Hồn nhiên mà vô tư, dễ thương gì đâu. Và con được biết là ngày xưa cô đi hát như vậy nhưng mà cô cũng giúp phụ cho gia đình rất là nhiều, bởi vì nhà cô cũng đông anh chị em, phải không cô? Vậy là con theo dõi cô nhiều lắm. Không có đông, con có 16 người rồi con ạ. Trời ơi, đông gì đâu. Cô là chị hai. Oh, wow. Mà em út của cô bây giờ là bằng tuổi Sheila đó. Ồ, vậy đó. Tại vì hồi xưa mấy ông cụ theo kiểu nhà quê mà con đâu có biết gì. Cô hỏi mẹ sao mẹ đẻ chi nhiều vậy, nhà mình nghèo, con đã lên đó, con mẹ tới đó đến nỗi mà bà cụ đẻ tới đứa thứ 9 đó, bà cụ giấu luôn. Nhiều khi cô về tới Đà Lạt cô thấy hỏi con ai, nó em mày cho ai cứ vậy đó, nó ra tới 16 người đó con. Rồi cô Xuân Tuyền là em thứ mấy? Thứ 8 con. Thứ 8. Cô Xuân Tuyền thì cô có hướng dẫn hay khuyến khích cổ từ ngay những ngày đầu không đi hát? Không, em nó có khiếu từ nhỏ rồi. Nhỏ rồi, nhưng mà lúc đó cô không có nghĩ là em nó ấy. Cô thấy hồi nhỏ thì cô có thấy nó thích, cô cho đi học mà vũ Lưu Bình, Lưu Hậu, đoàn Maxim, nó vũ nó, để cho nó đi vô cái đoàn vũ. Không ngờ thì sau này nó qua bên Mỹ. Nó đam mê rồi, nó cũng khá giỏi, tự lực đứng lên. Con có nghe cô nói là như cô Xuân Tuyền cũng có một thời gian học của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông học nhạc không cơ? Không, có như thế này. Xuân Tuyền lúc mà bắt đầu mà đi, cô đưa vô đoàn Maxim của chú Hoàng Thi Thơ rồi, thì về nhà bắt đầu chú Đông chú thấy có giọng, chú mới cho thâu cái bản Má Hồng Đà Lạt. Thì chuẩn bị thôi. Thì xong là thay đổi đất nước rồi, cái rồi Sơn Tuyền mất cái dịp đó luôn. Rất là tiếc không có được. Thâu có một bài Má Hồng Đà Lạt ở trong hãng Continental của chú Đông thôi. Là bắt đầu chuẩn bị đó. Đó thì khi qua đây là tự em nó tự nó vươn lên, chứ bây giờ qua Mỹ ai cũng phải lo chứ. Đúng, con thấy không? Mà cũng không ngờ là khi qua đây cô và cô Xuân Tuyền mỗi người đều có một chỗ đứng riêng và được khán thính giả rất là yêu thích qua những bài hát mà hai cô đã trình bày. Nhắc đến hãng Continental của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đó, thì thời đó cô là học trò của nhạc sĩ Mạnh Phát và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông rồi. Vậy thì cô có độc quyền cho hãng Sơn Ca của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông hay không? Hay là cô được quyền hát ở nhiều nơi? Đâu có, lúc đầu là cô độc quyền nữa chứ. Nhưng mà tại cô ham chơi. Cô thân với lại Thúy mà tổng giám đốc của Thúy Nga lúc rồi đó, thì tụi cô làm bộ ba. Xong rồi lập ra cái... Rồi, lúc đó chưa có ai hát mà một mình một cuốn băng hết. Cái nào Thúy Nga mới đột phá, bây giờ mình làm cái tiếng hát Thanh Tuyền một cái. Nói thật, cái lúc đó nghĩ thì làm chơi thôi. Không ngờ cái cuốn này gọi là nghĩa là bán nhất, bán kinh hồn đó, bán luôn đó. Rồi bán tới nỗi mà chú Đông giận 2 năm không cho cô thâu. Cũng có tiếng hát cô nhưng không, dứt khoát không có làm tiếng hát cô. Chỉ làm cho Giao Linh này làm, còn cô là ông trị, ông phạt cô bằng cách là ông... Tại vì cái cuốn tiếng hát Thanh Tuyền mà do Thúy Nga trước 75 phát hành thì bán quá chạy. Kinh hồn bé lắm xem nhỉ. Cái thời đó. Và cái cuốn này là 16, trong đây con thấy trong cái list này là tới 18, 20 bài, nhiều bài lắm, tới hai mặt lận. Mà lúc đó là cuốn băng đầu tiên của Thúy Nga luôn. Vậy thì là có cái kiosk hả cô, ở ngoài... Công Lý. Ở Công Lý. Lúc đó là mướn cái kiosk ở đường Công Lý, ở đường Nguyễn Trung Trực, cái Công Lý Thương Xá đó. Đó thì cô cứ nhớ hình ảnh lúc mà cô Thủy tổng giám đốc Thúy Nga bây giờ là cứ cái băng cassette mà cứ sang mỏi tay luôn á. Như trong đây còn ghi cái địa chỉ là 12B Công Lý. Đó, đúng đường Công Lý đó. Nó kỷ niệm rất là kỷ niệm.
cô không có, mà bây giờ cô muốn mua lại con cũng không bán. Dạ, kính thưa quý vị, cái cuốn này Jimmy có được, Jimmy quý vô cùng, bởi vì giữ được một cái hình ảnh và đặc biệt là âm thanh của chứ 75 thì quý lắm. Và sau một vài thông tin thương mại thì cô Thanh Tuyền sẽ trở lại cùng với chúng ta. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Xin cảm ơn quý vị và giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Thanh Tuyền. Thưa cô, nhắc đến những bài hát trước 75 thì không thấy cũng có một cái tờ nhạc cũng với hình ảnh của cô ngày trước. Cũng rất là xinh và giống cô Nhật Bổn vậy đó. Con làm cô cảm động quá Jimmy ơi. Con subscribe cô nhiều quá. Mấy cái này giờ con muốn mua lại con bán không? Con thì phải tặng cô. Con phải tặng cô, tại vì cô. Cô không có. Sau 75 là cô bỏ hết. Cho nên không còn một cái gì lưu niệm hết. Nhắc đến cô thì một trời kỷ niệm thì quá nhiều chuyện để nhắc. Như cái cuốn băng mà tiếng hát Thanh Tuyền đây mà do Thúy Nga phát hành trước 75 đó là bán quá trời nhiều. Con nghe kể lại do cô cũng như là bên trung tâm Thúy Nga. Rồi sau đó thấy có tiếng hát Thanh Tuyền số 2, số 3, số 4 nữa. Thì những cuốn đó là cũng Thúy Nga phát hành hay ai? Dạ không, cuốn Trường La Tháp cô sau khi là làm, cô không dám làm cho Thúy Nga nữa, cô sợ chú Đông giận. Cô tự làm, làm xong rồi cái rồi cô đâu có biết buôn bán gì đâu, phải đem bán cho hãng gì Việt Nam. Sao hãng gì Việt Nam trúng cái cuốn Rừng Lá Tháp, cái hãng gì Việt Nam làm tiếp cuốn Thuyền Không Bến Đổ, Thanh Tuyền số 3. Đó con nhớ rồi phải không? Đó thì vừa chuyện ngàn núi đó, thì sau đó thì bắt đầu từ từ mà cô phải nói là chú của cô có một cá tính rất là thương học trò, là thương rất nhiều nhưng mà cứng rắn vô cùng. Khó lắm mà chú nói mà cô tới giờ này chú ra đi rồi cô cũng nhận cái sai lầm của cô. Công của chú đào tạo mà cô như vậy, nhưng mà sau này chú tha thứ hết. Nó tại con không biết, con ham chơi. Cũng như khi mà cô về Việt Nam đó, trước khi cô về là cô phải hỏi chú. Mà nói xin lỗi, bây giờ có vong hồn Việt Dũng, cô cũng hỏi Việt Dũng, bây giờ chị về. Việt Dũng có nói với cô, chị về hát nhưng đừng có nói gì hết, tại chị là nghệ sĩ chân chính. Chị là đúng rồi, chị về chị hát. Cho nên cô về Việt Nam là cô vẫn thoải mái. Cô miễn làm sao cô gặp được hát cho những bài hát của cô ngày xưa. Tại vì mình cô thấy nè, mình không có thể bỏ cái quê hương đất nước mình được. Con đồng ý cô không? Dạ, con đồng ý. Chẳng lẽ bây giờ con lập gia đình với một người, rồi cái người đó không tốt với cô, rồi con phải bỏ. Nhưng mà con còn trách nhiệm với mấy đứa con cô nữa. Thì mình phải có một cái sự để mà trách nhiệm. Thì cái đối với cô, đất nước Việt Nam cô về như trách nhiệm của một người, của quê hương đất nước Việt Nam cô. Khán giả của cô. Khán giả của cô, cho nên cô ngồi đây cô nói chuyện với con, ngay cả cái chương trình của cô nè. Cô là sống thật. Mấy người về Việt Nam nói sẽ không dám hát mấy bản lính này kia, cô không có quan tâm cái đó. Cái đó là lịch sử cuộc đời của cô. Cũng như ở lại đó, cô phải hát Đoàn Kim Cương. Cô phải hát những bản của ở bên đó sáng tác. Cô là cái con người cô là nó cái theo cái vận nước. Bây giờ cô là sự thật thôi, không có bắt cô là phải làm cái gì dối với cô hết. Cái gì nó cô nghĩ tới giờ này ai cũng trên Đức Chúa hình là cũng nói ai cũng có không có hoàn toàn. Ai cũng có cái lỗi hết, nhưng mà đối với cô bây giờ đó, cái tha thứ, mình tha thứ cho người ta chính là mình tha thứ cho mình. Để làm chi? Để mình có cái bình an, rồi mình cùng nó tốt đẹp hơn, mình nhìn cái hiện tại. Cô đồng ý không? Đồng ý. Cái tương lai ngày mai mình, cô cũng biết là cô còn đủ sức cô hát cái live show sắp tới không? Nhưng mà cô cứ nghĩ là ngày hôm nay là mình cứ làm hết sức mình, còn những ngày hôm qua là những cái trải nghiệm để là mình lưu lại. Với lại tới giờ này cô cảm thấy là cô không có oán trách ai hết, không có oán trách cuộc đời, tại vì chính nhờ cái đó nó làm cho cô nó đủ cái mạnh mẽ hơn không? Cái mạnh mẽ với lại cô đủ cái thấm nhuần được trong cái đời sống. Nó phải có mặt trăng thì phải có mặt trời, ban đêm phải có ban ngày thì nó cái cuộc đời nó như vậy. Cho nên cô tới giờ này, cái live show cô sắp tới, mặc dù nó cô không biết nó sẽ ngày đó nó có đông hay không, mà cô cứ nói thôi kệ, đối với kệ, từ từ, chậm chậm.
Tại vì chính cái chậm chậm đó, từ từ cô mới tìm được những cái tình thương của mọi người đến với cô. Tại vì đến với cô cũng như người ta thương cô. Thì bây giờ nếu mà có người nào mà không có bận cái gì đó mà tới với cô thì đó là một cái ân nhân với cô. Dù cho ngồi một góc nào đó cũng là một cái ân nhân của cô. Nhưng mà cô yên tâm là có con trong đó rồi, là cô hát có con cô, trong đó rồi. Cô biết con mà chặn cô lại chiều nay đó mà cô con bắt cóc cô đó. Phải nói cảm ơn cô. Con bắt cóc cô là cô thấy cô nói bị lên đây nói cái gì. Con nói là cô phải đi lên tại vì con thương cô. Đúng rồi. Con muốn mọi người đến với cô. Đúng rồi con. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Con phải cảm ơn cô bởi vì con biết show này là bên Thúy Nga thực hiện cho cô, mà cô dành cho con một cái buổi tâm tình để giới thiệu thêm về cái show đó và cũng như là kể lại những kỷ niệm xưa. Đó là một cái điều may mắn. Cô nói mà bây giờ thí dụ mà quý vị tiếp sức với cô thì cô còn hy vọng cái ngày đó cô đủ sức để mà tiếp tục trực tiếp quay hình. Dạ đúng. Cái này cô nói thật. Dạ. Mà nếu mà không có thì cũng đó là ơn, do tùy duyên ân trên sắp đặt thì cô chấp nhận hết. Dạ. Cái gì cũng vậy, mình phải chấp nhận. Dạ vâng. Vui cũng vậy mà buồn cũng vậy. Cho nên cô chỉ mong là những fan của cô mà ấy thì tại vì 100% cô chắc chắn sau cái live show này cô mãi mãi không bao giờ cô có cơ hội mà cô quay được một cuốn video cuộc đời âm nhạc của cô. Nhưng mà con thì lại vẫn cứ mong là sẽ có không những có ngày mong tháng không có đâu, con. Để cô được nhiều sức không khỏe. Không có, tại vì con phải nhìn sự thật, cô đã lớn rồi. Mặc dù cái đam mê của cô nó cũng còn cháy bỏng trong cái trái tim cô, nhưng mà rồi cô cũng phải biết, cô phải biết tới cái lúc nào để chi. Và nếu cô có hát đi nữa đó, là những cái ước nguyện cô sẽ đền ơn ơn trên đã cho cô mấy cái diễm phúc ngày hôm nay. Cái tiếng hát của cô, tiếng nói cô mang cái niềm vui tới cho mọi người chứ không mang tới những cái sầu lụy khổ. Cô chỉ muốn vậy thôi. Nhắc đến tiếng hát cô thì thôi bây giờ ngay đây cô tặng khán giả một câu được không? Để cho khán giả có thể nhớ lại những cái bài hát cô đã từng hát và người ta hôm đó muốn nghe được trọn vẹn sẽ đến với cô trong cái đêm 55 năm cuộc đời cho âm nhạc. Bài hát một câu ngắn muốn... thôi. Thu Tím Lá Vàng đi cô. Bạn ơi, sao đâu mà con nghe gì? Con nghe hồi bé. Nói sao cậu nhắc cái câu đầu. Lá rơi chiều thu nâng tình yêu tới. Lá rơi chiều thu gieo mang tình yêu tới. Ngày nào anh đi cho trọn ước nguyện. Chiều tàn mưa thu lạnh buốt tâm tư. Ngồi nhìn hoàng hôn vào tối. Xót xa duyên tình hai lối. Thấy. Dạ đúng. Nhớ thương người đi khi tình yêu đến. Một mùa chia ly mang một nỗi buồn. Nhịp cầu phân ly trước nữ ngưu lang. Tìm về người yêu chẳng thấy. Thu tím lá vàng từ đây. Cảm ơn cô. Vậy là cô live show này chắc cô phải học bản này hát nha. Dạ. Bản này là cô chưa hát ở đâu á? Cô hát đi cô. Cô hát, con thích, rất là thích bài này của nhạc sĩ Vân Tùng. Ồ sao con còn nhớ vậy? Dạ, bài này ít người hát nhưng mà con hình dung được cái giọng hát của cô với ca khúc này nó sẽ là một cái top hit trong thời gian tới. Cho nên quý vị nào mà muốn nghe trọn vẹn những ca khúc không riêng gì ca khúc này mà những ca khúc mà quý vị đã từng yêu như là Người ở lại Charlie, như Rừng lá thấp, quý vị nhớ đến tham dự Thanh Tuyền một đời cho âm nhạc vào Chủ nhật ngày 1 tháng 9. Cô mơ ước cái gì không biết không? Cô mơ ước khi mà cô hát Người ở lại Charlie đó, ở dưới có những người lính của binh chủng nhảy dù đó, để họ thấm được những cái lời ca ở trong máu để nhớ lại những cái ngày tháng mà năm 1972 đó. Cô nhớ bài này lắm con, cô yêu bài này lắm. Cảm ơn con. Hôm đó con sẽ hy vọng rằng các bác, các chú bên nhảy dù sẽ đến tham dự và cùng nhớ lại ca khúc nổi tiếng đó của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và sau một vài thông tin thương mại thì cô Thanh Tuyền sẽ trở lại cùng với chúng ta. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.
Jimmy cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Thanh Tuyền. Thưa cô nhắc đến bài Người ở lại Shrugley lúc nãy đó, thì con có nhớ một lần con nghe cô hát bài đó nhưng mà hát vọng cổ. Người ở lại Shrugley, vậy thì cô học vọng cổ từ hồi nào cô? Cái này lúc mà cô thâu băng á, cô thâu thì đợi cái giờ cô tan nhạc xong rồi tới vọng cổ. Thì cái phòng thâu đó thì đợi mấy ca sĩ vọng cổ đó, thì cô phải đợi xe cô đi về. Thì cô ngồi cô thấy vọng cổ hay quá, cô nhảy lắm, cô hát theo. Thì chú Đông nói cái giọng chú Mạnh Phát, cái giọng này hát vọng cổ được quá. Cái mới đưa cô mới một cái sáng kiến khác nữa, là đưa cô đi học bác Diễn Châu, bác nhạc sĩ Diễn Châu á. Thì cô học nhạc, cái hỏi để làm gì, nó bây giờ phải đổi là giờ hát tân cổ giao duyên. Là cô hát với một người nào nữa, hoặc là cô hát một mình cô mà tân cổ giao duyên, trời ơi giống như là mì ăn liền đó con ơi. Tại vì cái tên cô lúc đó nó nổi, cho nên mấy họ làm sao mà hễ Thanh Tuyền ra thì mới đánh cái tân cổ giao duyên, thì cô mới biết hay hát vòng cổ. Cô học từ ở trong trước khi cô lấy chồng kìa. Wow. Là lúc cái thời cô nổi đó, thì cái mới đánh cho nó lạ. Cũng như cái cô giữa cái hiện tượng giữa cô với Chế Linh đó, là cái chú Đông chú nói bây giờ chơi cái màn song ca đi. Mới là đưa cái bản Hái Trộm Qua Rừng cái kêu cô hát, mà lúc đó là cô hát mặc dù Chế Linh cũng đi bụi đời đi hát, nhưng mà lúc đó cô nổi. Rồi thì Chế Linh hát cái bản cô song thành một cái hiện tượng luôn. Rồi xong cái bác các hãng dĩa nhạc sĩ đặt bài để cô hát song ca Con Đường Xưa Em Đi, Tình Bơ Vơ, để trúng luôn, thành ra cái hiện tượng Chế Linh Thanh Tuyền. Thì cái vọng cổ cũng vậy. Cô hát mà đến nỗi mà hồi xưa là thâu ban nhạc nè, rồi cả đờn cổ nhạc cũng chung hết chứ không phải hiện đại như vậy đâu. Thí dụ mà cô hát trật một cái là ban nhạc phải làm lại từ đầu. Mà cô đang hát hay một cái là cái thằng trống, ông đánh trống hư một cái phải ngưng, phải thâu hết từ đầu. Nó cực lắm, nhưng mà nhờ cực đó tụi cô giỏi về thâu âm bây giờ lắm, vững lắm, cái vững như là kinh nghiệm nhiều lắm. Đó thì cô hát giọng cổ thì lúc mà cô đứng ở trong thâu thì chú Diễn Châu cứ đánh nhịp xuống, mà cô cứ nhìn cái tay ổng về cô xuống cái nhịp, cô hát giống như là bữa củi vậy con, phải không? Vậy mà bán cũng được con, tại họ thương. Đúng rồi. Bây giờ thì cô hát khá hơn, em cô biết kinh nghiệm rồi cô hát khá hơn. Dạ. Nhưng mà lúc nãy cô nhắc đến chú Chế Linh là một hiện tượng cặp song ca Chế Linh Thanh Tuyền. Thì con thấy ngoài chú Chế Linh, chú cô cũng hát với nhiều người khác phải không? Có, nhưng mà Chế Linh thì nhiều hơn. Dạ. Nó gọi là ăn khớp hơn. Yeah. Tại vì cô muốn hát cái gì Chế Linh hát thì cô bắt nhịp liền, bắt hai cái nó ăn khớp nhau. Yeah. Và cái tông cũng cái tông là tuy cái cô lên được cao, cô lên được cái trung bình, cô lên tới rê. Yeah. Mà nhiều ca sĩ nữ lên tới si thôi. Đúng rồi. Đô rồi cô lên rê, có nhiều khi lên tới mí, bài hát mí thì cái nam phải lãnh cái chữ lên tới cao cho cô. Nhưng mà cô là hát cái cho nên nó hòa hiểm hơn. Nam ca sĩ hát với cô họ khỏe. Họ không bị tù cái giọng. Giống như con đã nghe cô hát với chú Bùi Thiện nè, rồi với chú Phương Đại nữa. Nhiều lắm những bài hát trước năm 75, nhưng mà khán giả vẫn nhớ nhất là Chế Linh Thanh Tuyền. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tay anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã
hỏi còn ai cũng chi. À, như lúc đầu cô cháu mình có tâm sự với khán giả đó, gia đình của cô cũng đã đóng góp, con dùng từ đóng góp nghĩa là đúng hơn, là bởi vì trong gia đình cô có cô Sơn Tuyền, rồi sau đó là chị Sheila. À, chị Sheila là cái thời con là hồi nhỏ đó rất là thích yêu những cái bài hát của chị với những lời Anh và cũng như lời Việt, và đặc biệt hay có một lần chị Sheila cùng với cô có hát chung với nhau. Đúng rồi, cái lúc mà Sheila hát tiếng Mỹ, cô hát tiếng Việt, nhưng mà lần này đó là Sheila là vì mẹ, và tại vì cái cuộc đời cứ phải cho nên Sheila bỏ hết công việc để mà có mặt ở trong cái chương trình này. Mà cô cũng được vui tại vì Sheila còn nhiều cái fan hồi xưa lắm, họ cũng muốn gặp Sheila trong cái giai đoạn này sau mà bao nhiêu năm mà vắng bóng đó. Thì kỳ này Sheila sẽ hát cái bài Sheila sáng tác tiếng Việt hay tiếng Anh cô? cô nhớ là bản mà gì đó Day and Missing You đó. Mà Sheila sẽ hát dịch qua tiếng Mỹ xong rồi tiếng Việt nữa. Cái thời mà chị Sheila mới đi hát, cô có hướng dẫn hay tập cho chị hát hay gì không? Không, Sheila mê hát từ nhỏ. Nhất là nhạc Mỹ, cô đâu có khả năng mà tập cho Sheila. Sheila là nó nhỏ cô cũng cho học piano, rồi nó giỏi về nhạc lý lắm. Nó giỏi cho nên là rồi nó đam mê. Rồi con thấy không, cô đưa về Asia. Mà đầu tiên có duyên là đưa, đầu tiên là Thúy Nga. Đúng rồi, con thấy hát trong một cái liên khúc áo dài đó. Đó, mà đầu tiên Thúy Nga, nhưng mà giờ chót là cô qua Asia, là Asia cũng qua Asia luôn. Đó, dính luôn luôn cái thời. Mà con mong là kỳ này là Sheila sẽ happy, tại vì lâu quá cô nàng không có hát. Và nàng trở lại. Coi như đêm đó là fan của cô nè, fan chị Sheila cùng góp mặt, cùng đến dự cái đêm kỷ niệm của cô. Và nhắc đến gia đình cô thì ngoài chị Sheila thì các con cô có ai theo nghiệp dĩ ca nhạc không? Tới ca nhạc thì có Sheila thôi. Chứ mấy anh kia không có hả? Nói chung là mấy đứa con của cô là nó đầy tràn á. Nó đầy tràn, không thua gì Sheila đâu. Nhưng mà các cô, nó có lẽ là cô cũng có phước, như là chồng của Ngọc Huyền đó. Cô nói là khi mà cháu đi học, cứ hỏi mẹ muốn con học cái gì đó, mẹ thì nó con học cái gì con thích, nhưng mà có cái mơ ước của mẹ muốn con thành một cái người lính của Hoa Kỳ để mà biết ơn của đất nước đã cưu mang của mình qua đây, thì con cô đi quân đội. Rồi cái đứa thứ nhì á, là nó là Phạm Quang Si, thì nó cũng hát hay đúng không, rồi mà cô nói thôi đủ rồi con, cái nghề hát này coi vậy, nó phải có cái nghiệp, với lại nó phải chết sống với nghề này, mà con hát để con ấy thì thôi, con kiếm một cái nghề để mà con lo thân con. Đó là chỉ có Sheila. Rồi đứa thứ tư đó, nó còn kinh hồn nữa. Nó ráp Mỹ đấy, nhưng mà dữ lắm. Nhưng mà cô nói là không đi tới đâu hết. Con đi hát nhạc Mỹ, con đối với con đối mà vào thị trường Mỹ cũng khó lắm, không khó đâu. Con phải lo cái thân con. Thì các em nó đã thành tài hết rồi. Cô ngày hôm nay là giống như là một cái bonus cô hát được ngày nào giống như phần thưởng cuối đời cô thôi. Dạ đúng rồi. Và hiện nay thì cô vẫn định cư cùng với chú ở bên Houston. Cô ở Houston với Austin. Austin. Có hai chỗ. Trong đó thì con thấy các con của cô thì có con dâu cô là chị Ngọc Huyền. Là một trong những nghệ sĩ cải lương mà rất nhiều khán giả yêu thích. Con nhờ cô nói thêm về chị Ngọc Huyền. Cũng là cái duyên thôi. Ngọc Huyền phải nói là rất là đam mê. Cô tưởng cô đam mê nhiều, nó còn đam mê hơn con của cô nữa. Nó là chết sống ở trong nghề đó. Mà những năm vừa qua thì chắc 5 tuổi rồi. Chắc 5 tuổi cho nên cũng có nhiều cái không có vui. Nhưng mà Ngọc Huyền khi mà góp mặt trong chương trình, cô là Ngọc Huyền happy lắm. Ngọc Huyền sẽ làm... Cô nói là con đất nước Việt Nam mình, cái vọng cổ là nó đặc trưng đặc thù của dân tộc. Mà bây giờ mong muốn con làm một cái màn cổ nhạc thật hay cho bằng để đời. Thì Ngọc Huyền và cô cũng đầu tư cái màn của Ngọc Huyền dữ lắm. Vậy là có thêm một cái chi tiết quý vị nhớ đến dự để có nghe được. Con nhớ là trước đây khi mà chị Ngọc Huyền mới qua đây thì cô và chị có hát một bài tân cổ mẹ dễ chồng thương lắm. Cô kể cái này nha, sự thật á. Mà bây giờ sự thật bao giờ không giấu được hết.
lúc mà cô giới thiệu Ngọc Quyền cho Asia đó, dạ, thì chị Vân đó chỉ có coi, chỉ có cười, cũng chỉ nói không được coi Ngọc Quyền trên mấy video, sao thấy xấu, em không chịu, em không hợp. Cái cô mới nói là cái thứ nhất á là Ngọc Quyền có tên tuổi ở trong nước, mà cổ là về ngành cải lương, cổ có tiếng tăm chứ không phải vô danh tiểu tốt. Cái thứ hai mà nói về trong là cổ hiện tại là con dâu của bây giờ, chẳng lẽ là chị làm việc cho Asia mà con chị, con dâu chị nó làm dâu chị mà như thế nào? Bây giờ phải giúp cho chị, cho Ngọc Quyền vào Asia. Ban đầu ngay cả Trúc Hồ, ngay cả Diệu Quyên cũng cái cô nói cô chỉ xin một điều đó thôi. Giờ chót á, Diệu Quyên mới giờ chót chương trình, Diệu Quyên mới nói giờ cái màn của chị Tân Nhạc giờ thôi bỏ, bây giờ làm cái màn cổ nhạc hai mẹ con mà viết cái gì có dính líu mẹ con. Ngọc Quyền chỉ trong 2 ngày thôi, Ngọc Quyền viết cái bài Mẹ Chồng Nàng Dâu, một cái cảnh cô dâu xa xứ mà quay ở San Jose. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Mà không ngờ cái sau cái đó là Ngọc Quyền dính luôn với Asia luôn. Đúng rồi, gắn bó rất là chặt chẽ. Đó, gắn bó là nhờ cái Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ. Cái Ngọc, lúc đó cô nói Ngọc Quyền đó bây giờ chị Dư Quyên chỉ nói giờ mang hát giọng cổ với con, giờ con làm sao con viết cái bài hai mẹ con chứ. Ngọc Quyền nó cảm xúc, nó viết cái bài Mẹ Chồng Nàng Dâu, nó xa xứ mà qua đây thương, mà không bài định mệnh đó, như Ngọc Quyền đó. Thì qua đây bây giờ mình nói đi nói lại chứ mình phải nhìn một cái sự mà tiếng của em hát tân nhạc khá hơn. Nói chung mặc dù không bằng bên chuyên nghiệp của em cải lương, nhưng mà em hát khá rất là nhiều. Là bởi vì cô có một cái sự chỉ dạy cho Ngọc Quyền. Mỗi bài hát Ngọc Quyền quay đó là Ngọc Quyền phải hỏi mẹ từ cái câu phát âm làm sao nữa. Cho nên cô thấy Ngọc Quyền nhờ khá nhiều lắm. Dạ, đúng rồi. Và thế hệ tiếp nối là bé Hà Tiên cũng hát tiếng Việt cũng rất là hay. Cái Hà Tiên mới là một chuyện lạ nữa. Dạ. Nó không có muốn hát, nhưng mà nó phải học đầy đủ, nó học đàn, đàn piano nó giỏi lắm. Rồi nó sáng tác, mà nó học vũ ba lê, nó đủ hết. Tại vì muốn con cháu của một gia đình nghệ sĩ phải biết về âm nhạc. Rồi khi qua đây cái rồi mình nói con là người Việt Nam, sau này cái cộng đồng Việt Nam rất là nhiều, mà con không biết nói tiếng Việt Nam là cả, cho nên ở nhà cho đi học tiếng Việt, viết tiếng Việt và tập cho nó hát. Cho nên cô cũng nghĩ sau này cô có ra đi đó thì cũng cái hậu duệ coi là cháu nội của cô nó cũng để lại một cái gì nó đẹp. Mặc dù nó hay dở cô không biết, tùy theo cái mọi người, nhưng mà ít ra với cái kinh nghiệm trong nghề của cô thì cô nghĩ nó không đến nỗi tệ. Không đến tệ. Thì trong cái live show của cuối đời của bà nội, cô nói với Thúy Nga là để cho cháu nội cô, để khi nó lớn lên cô ra đi rồi nó có một cái kỷ niệm trong cái cuốn băng của nó. Dạ vâng. Cho nên quý vị muốn đến tham dự khóa Thanh Tuyền Một Đời Cho Âm Nhạc, quý vị liên lạc với trung tâm Thúy Nga 714-894-5811 để chúng ta có được chỗ ngồi tốt. Trước hết là chúng ta đến để mừng cô Thanh Tuyền với nửa thế kỷ đóng góp cho tân nhạc Việt Nam. Nó nửa thế kỷ nghe nó dài quá, nhưng cô sợ cô nghe thì thế kỷ là 55 năm thôi. Nhưng mà Nhược nghĩ rằng trong mỗi gia đình của chúng ta hầu như ai cũng phải có một cuốn băng tiếng hát Thanh Tuyền. Thì cho nên quý vị đã yêu tiếng hát Thanh Tuyền thì xin quý vị hãy yêu cho chót với cái đêm kỷ niệm này, trong đêm Một Đời Cho Âm Nhạc tiếng hát Thanh Tuyền. Bây giờ cũng nhờ cô có vài lời cuối với khán giả. Trước hết là cô cũng cảm ơn Jimmy. Tại vì cái gì cũng vậy, nó có duyên. Thì hôm nay trước cái sự phỏng vấn của Jimmy thì cô xin mượn cái màn ảnh này, xin gửi lời rất là cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị đã yêu mến Thanh Tuyền trong cái quãng đời, cái cuộc đời đi hát suốt 55 năm. Thì Thanh Tuyền chỉ ước ao nếu mà có thời gian, có phương tiện, không có trở ngại, quý vị đến với Thanh Tuyền coi như tiếp sức cho Thanh Tuyền, động viên tinh thần trong cái ngày cuối cuộc đời để quay cuốn video này. Tại vì Thanh Tuyền biết là sẽ mãi mãi và chắc chắn 100% Thanh Tuyền không có cơ hội để được cuốn video này đâu. Cho nên Thanh Tuyền xin trước hết là xin gửi lời chúc tất cả quý vị luôn được bình an tâm hồn và được nhiều sức khỏe. Và mong có duyên gặp lại quý vị trong bất cứ một cái không gian nào đó. Nhưng mà cái không gian mà cái ngày 1 tháng 9 ở Bè Trân Gà đó, là Thanh Tuyền cũng ước mong quý vị đến với Thanh Tuyền.
để Thanh Tuyền tìm được một cái tình thương của quý vị đã dành cho Thanh Tuyền. Thanh Tuyền xin cảm ơn tất cả quý vị. Con cảm ơn cô. Con chúc cô nhiều sức khỏe và hy vọng rằng trong ngày hôm đó con đến với cô sẽ thấy cô với những tiết mục đặc biệt và show diễn thật là thành công và quý vị đến đông đủ. Cảm ơn cô thật nhiều. Cảm ơn Jimmy. Và cùng với lời chào vừa rồi, xin kết thúc chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Tôi biết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao ơn. Ngày nào đã quen nhau vì chúng đời mình cho trao nhau nụ cười và tình yêu đó tôi đem đến trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên ai. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.